Em xin chào anh chị và tất cả các nhà đầu tư. Chào mừng anh chị và tất cả các nhà đầu tư đã đến với kênh Nhà Đất Quy Danh. Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2021. Em có đến xã Tân Hòa thuộc huyện Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp để review cho anh chị một cái bất động sản để dành mình lên thổ cư và mình xây dựng nhà xưởng để sản xuất kinh doanh, hoặc mình xây nhà ở, hoặc lên vườn đào ao nuôi cá anh chị. Thì cái bất động sản này, từ cái vị trí cái bất động sản này ra tới xã ủy ban dân xã Tân Hòa, trong bán kính là 4 km anh chị. Chợ Tân Hòa thì trong bán kính cũng 4 km luôn anh chị. Rồi thì ra tới thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 và điện máy xanh, chợ, rồi thế giới di động. Thì trong bán kính là 12 km anh chị, lên tới bến xe cảng miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì 170 km anh chị. Rồi, trước khi bắt đầu vào chi tiết của bất động sản ngày hôm nay, xin anh chị và tất cả các nhà đầu tư hãy tặng cho kênh một like để video có thể vượt qua những thuật toán kiểm duyệt của YouTube và có thể được lan tỏa đến nhiều người cùng xem hơn. Rồi, không để anh chị và tất cả các nhà đầu tư chờ đợi lâu, em xin mời anh chị và tất cả các nhà đầu tư mình cùng đi vào nội dung chi tiết của bất động sản ngày hôm nay. Rồi thì đây là cái view này, là view kinh nha anh chị. Đây là cái view kinh, thì từ cái bờ bên đây qua bờ bên kia khoảng 30 m, 30 m anh chị. Thì cái đường này 15 tấn trở lại là đi view. Rồi thì ngoài cái view sông này ra thì mình có được cái view đường 3 m anh chị, đường 3 m, đây đường 3 m ha, đường 3 m. Rồi thì cái đường này là xe du lịch, xe tải, xe du lịch chứ xe ba gác đi view anh chị. Đây, cho 7 chỗ với lại đi view. Thì bây giờ em sẽ mời anh chị. Đây, còn đây là cái rãnh đất ha. Đây, vị trí này là cái rãnh ha chị. Từ đây ha, từ cái chỗ em đứng nè, đó, anh chị đi sâu vô là 82 m, 82 m. Anh chị đi ngang qua bên kia là 8. Không, cái chiều này đi sâu vô là 84 m anh chị. 84 m. Đi ngang bên kia là 82 m. Rồi. Cái mặt này là mặt tiền này là 82 m anh chị. 82 m. Rồi. Đó. Và góc bên đây mình nhìn thấy kỹ hơn. Và gác view nha anh chị, đường sẽ phải chở đi view. Rồi thì cái mặt tiền này là tới 8 mấy m, 82 m. Rồi tới đây ha anh chị, từ đây vô là 117 m anh chị. Rồi mình đi ngang qua đó là 82 m. Rồi mình đi ngược chứ ra ngoài đường này là 84 m. Đi ngang đây là 82 m anh chị, 82 m mặt đường. Rồi bây giờ em sẽ chụp hình cái góc cạnh cũng như cái hình thù của cái miếng đất này cho anh chị và tất cả nhà đầu tư mình tham khảo ha. Rồi bây giờ em sẽ cập nhật cái hướng của cái bất động sản này cho anh chị và tất cả các nhà đầu tư mình cùng nhau tham gia và tìm hiểu luôn ha. Đây, cái bất động sản này là cái hướng đông bắc ha anh chị, đông bắc. Rồi cái bây giờ em sẽ cập nhật cái giá chính chủ cho anh chị và tất cả các nhà đầu tư mình cùng nhau tham gia tìm hiểu. Thì chủ kêu giá của cái bất động sản này là 350 triệu trên 1.000 m² ha anh chị. Tổng cái diện tích của miếng đất này là trên 8.500 m² anh chị. Thì tính tổng tiền thì khoảng 2 tỷ 9 đổ lại là anh chị được sở hữu cái bất động sản này ha. Bất động sản này chỉ có như vậy thôi. Anh chị và tất cả các nhà đầu tư nào quan tâm, nhanh tay nhấc máy lên gọi cho em qua số điện thoại trên màn hình. Em sẽ là nhịp cầu để tư vấn và kết nối cho anh chị nào muốn sở hữu bất động sản này. Anh chị nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký để nhận được video sớm nhất, nhanh nhất.
và chọn cho mình một bất động sản dễ nhất. Em xin hẹn gặp lại anh chị và tất cả các nhà đầu tư vào video sau.